đó nữa nè. Đó. Thương máy đã không? Thương máy chưa đã luôn ha. Rồi giờ dẫn nè. Dẫn luôn, dẫn luôn, dẫn luôn. Đó, chơi. Dẫn luôn. Cột đi khách cho chơi rồi, cột rồi, chơi nè anh em. Rưỡi. Nghe nói con này mua có ba mấy triệu anh em. Ngoài dòng này hiếm nè. Cái máy này độ tùm lum la lên ha. Độ chế nè. Điên dầm kìa. Trời ơi dễ thương kìa. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái nhìn mấy cây lớn rất là thấy cũng thường hết nè. Lo giúp tôi con mấy cây nhỏ nhỏ. 3.000 4.000 46 đều ba máy hết. Thấy không? Dễ thương ha. Con này thì mạnh rồi, 46 mà. Con này mới chạy luôn kìa. Má ơi. Nè anh em. Cũng Aisaki 3 máy luôn nha. Lấy cái đầu của Aisaki 31 cắn qua. Nuôn. Nó còn cái mạc không ta? Còn cái mạc không đây? Nè còn nè anh em. Nó có cái số series nè. Chào anh em nha, hôm nay đến đây gặp cái con máy cày hiếm nè. Ôi má ơi, kho mà 2.500 nha. Để chạy nè. Đã ghê không? Kho 2.500 máy cày. Mới thấy lần đầu luôn ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó đã nè em ơi. Máy cày tên anh nó phòng 46 ha, này 2.500 nè. Đây đây nhầm trong dòng cái review con máy cày này cho anh em xem ha. Có 2.500, nghe nói con này mua có ba mấy triệu anh em. Ngoài dòng này hiếm nè. Cái máy này độ tùm lum la lên ha. Độ chế nè. Điên dầm kìa. Trời ơi dễ thương kìa. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái nhìn mấy cây lớn rất là thấy cũng thường hết nè. Nó lo giúp tôi con mấy cây nhỏ nhỏ. Thấy dễ thương quá. Con này một cầu nha. Một giờ. Đây, nhung nhiên nó đây. Nhung nhiên nó đây. Con này như ba máy luôn nè. Đó. Kho 3.000. 3.000 4.000 46 đều ba máy hết. Đó. Có kho 5.000 là 4 máy nha anh em. Đây nữa nè. Mà nghe nói con này đổ rồi. Con này xài cái máy của Aisaki. Đó. Đấu qua ha. Rồi giờ lại nó sôi bánh sôi bọng. Chạy cho vô xem ha. Rồi lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Dễ thương ha. Con này thì mạnh rồi, 46 mà. Còn con này mấy cái độ nè. Ok. Lên xem tiếp. Này gắn cái đầu máy Aisaki 31 qua anh. Kiểu 2.500 nó yếu quá hay sao anh? Không biết nữa, hồi đó mua chủ thứ hai rồi. À, chủ nó độ lên rồi hả? Nói gì chủ cũng chân chơi ha. Rồi con này là mua người ta độ sẵn rồi anh em.
Đó, có ba mấy triệu ha, kho 2,5 ngàn mà chơi cái đầu máy của Asahi bằng 1. Rồi tôi nhắn lại sau cận cảnh cái máy cho anh em coi, không phải Asahi không, trời ơi nó dính cái cây luôn kìa má ơi. Nè anh em, cũng Asahi ba máy luôn nha, lấy cái đầu của Asahi bằng 1 cắn qua. Nuôn nó còn cái mạc không ta, còn cái mạc không đây là còn nữa nè, nó có số series này, này nè, loại mô đồ này nọ nè, còn này nè mà loại ha, nó có đọc chữ được không đây, có số series mô đồ Asahi. Asahi nhắc qua anh em ơi, ba máy ha. Đó, con này chạy chiến, con này như kiểu mà chơi thay gì á là lên tục bô ha, lên thơ bồ thì mấy này chơi cái gắn cái đầu của mấy cây khác mà nó tương thích qua. Đó, em thấy dễ không, cái lớn chạy trước rồi hả. Rồi tới luôn, tới luôn. Quá bỏ nóng vô luôn đi, bây giờ còn số cây nữa là đi ra ngoài nha anh em. Máy cây kho chế kho 2,5 hơn 30 mấy triệu. Đó, mấy triệu mà lại giá bốc lửa lắm em, như kiểu lên thơ bồ vậy đó. Còn con sau là pho 46 ha, 46 phải nhờ cái em nhỏ lôi đi. Đó, dễ thương quá trình. Ủa, lớn nữa nè, đó máy đã không, cái máy chưa đã luôn ha. Rồi giờ dẫn nè, dẫn luôn. Ừ, luôn gọt đi thích cho chơi, rồi gọt rồi chơi nè anh em, lên luôn. Còn khúc đường nữa, lên đường nè. Má ơi trời ơi nó mạnh kìa, pho chế 2,5 ngàn nha. Lên luôn. Hồi rồi hai con này nó lôi suốt luôn. Đó, hai con này nó lôi xuống rồi anh em ơi. Lên đường luôn. Rồi còn mớ cây đằng đó nữa. Đó, nó lôi khí thế thấy không? Quá đã rồi ha. Giờ lên rắn coi tiếp. Mấy cây pho chế này mày. Pho 2,5 ngàn. Lần đầu tiên nhắc thấy luôn. Làm sao mình có cái dòng nhỏ lẻ gì ta, mới thấy nha anh em. Trên đường có một con nhỏ nhỏ chạy qua nữa nè, Asahi chắc chừng 1,000 mấy quá. Đó, mấy con nhỏ nhỏ vậy đó em, nó chìa dễ thương ha. Asahi trời ơi 2,000 mấy vậy. Nên nhìn thấy không, nên em đi ngang thì hai hăng hello. Đó, rồi chạy lên luôn, lên coi tiếp anh em ơi. Rồi thôi lên luôn nè, lên luôn rồi lên luôn nè, chạy luôn, lên luôn. Trời ơi má, mấy cây pho 2,5 mà nó mạnh kìa. Ui, ngừng lại. Rồi lên đường luôn anh em ơi. Hình như còn cái màn lôi lên đường nữa. Chưa hết ha. Còn màn lôi lên đường nữa. Yên tâm. Thôi,
100. Ủa sao không lên luôn xuống củi đây rồi, lên nổi à anh? Đâu lên sao nổi, bo vô bo tiếp rồi. Bo tiếp hả? Cái này cái hai cầu lôi lên nổi ha. Hai cầu bấm lên được. Không có thế. Nổi không nhỏ? Không nổi à. Ô mấy cây. 4, 4, 6 ha. Nghe được cái em kho chế kho hàng rưỡi nó xíu lôi nè rồi má nó nhỏ mà nó mạnh vô địch luôn. Cái con này là mấy cây kho hàng rưỡi đổ Aisaki. À mướn á đúng vậy. miễn phí. Có mấy cày độ chế mấy cày á đẹp là nhảy ra quay à miễn phí luôn. Nói nên thấy không? Khung cảnh mấy cày Tây Ninh ha. Bán luôn phải không? Mua bán luôn. Rồi. Rồi. Rồi kêu giá thì rẻ rẻ là có anh em vô sức luôn á. Giá bán luôn kìa. Được giá bán luôn. Kêu giá đi. Bán đầu, bán luôn. Đầu con 5 triệu, một này, đầu này. Là hai con luôn hả con? Không. Cái một với cái đầu thôi chứ không phải cái đầu này. Vậy hả? Trời ơi, vậy là bán mấy cày chế pho hàng rưỡi với lại cái mọt hả? Nhiều. Ờ, 46 còn ngon mà. Ủa cái vỏ này bánh nó nhiêu ta? Hả? Cái bánh này nhiêu anh, bánh cái nè? Bánh riêng, mà không biết số. Mất số hả? Số sình không à. Số sình không anh em ơi. Vỏ này bên đó 28, mà con này chừng 24 gì hả? 24, 26. Bánh riêng luôn hả? Bánh riêng của pho luôn anh em ơi. Đó. Rồi bánh trước là một vỏ. Đó, thấp mấy cây độ chế ha. Thay vì lên tục bô ấy, thì chơi cái kiểu như vậy. Có 3 mấy triệu à. Bằng chiếc xe máy ha. Mà con này còn kiếm tiền ngon với chạy sướng lắm anh em. Dễ thương quá. Đó anh em thấy không? Khung cảnh mấy cây Tây Ninh. Cây đồ chế nè. Mới đã ha.